Xin trân trọng kính chào tất cả các bạn và đặc biệt là những được gọi thân thương là những đứa em, những người bạn và những đứa em, những người đã thường xuyên theo dõi cái channel Hậu Quân Dân và cái fanpage Hội Quân Dân Chính Côn. Trong thời gian vừa qua thì admin của Hậu Quân Dân Chính Côn nhận được rất nhiều email cũng như những cái bình luận từ ở trên YouTube. Đó là câu hỏi chung chung: học bắt đầu thiết kế bắt đầu từ đâu? Thì tự nhiên mình suy nghĩ hoài và mình cứ nghĩ vấn đề này nó đâu có gì đâu khó trả lời đó. Nhưng rồi mình bắt đầu tóc trần từ ngày hôm qua thì mình có xuống một dự án của Google Bay. Mình làm một cái công trình ở dưới đó, mình thiết kế cấu cho một công trình gì đó, nói chung là mình cải tạo thôi. Thì có dịp mình ngồi cà phê với một đứa em, thì mình đứa em này cũng học mình cũng y tóc cách đây cũng khá lâu rồi, nếu không nhớ nhầm thì cũng 7 năm. Và hôm nay bạn ấy bắt đầu thi công những công trình vừa và nhỏ thôi. Thì hai anh em ngồi cà phê thì tự nhiên đó anh mới lại hỏi mình về các cái môn học cần thiết để mà có thể thiết kế. Thì mình ủa mày, tao thấy đi làm như thế này đâu mà thì chắc là ok rồi chứ có gì đâu, mà chắc là tự biết là phải có cái trang bị gì rồi chứ đúng không? Dạ em cũng biết, bạn trả lời là em cũng biết đó, nhưng mà lười quá và giống như là nó chưa muốn thì muốn nhưng mà chưa có làm. Thì mình mới nớ người ra, mình suy nghĩ một hồi, sau đó mình mới thấy là thì ra mấy năm nay á mà Hậu Quân Dân Chính Côn á làm video rất là nhiều, chia sẻ rồi giải đáp thắc mắc, rồi nói chung là từ những cái chuyên môn cơ bản là khá rộng chứ không hẹp đâu. Nếu các bạn quan sát Hậu Quân Dân Chính Côn làm thì trong một thời gian dài thì cũng khá rộng, rất là nhiều lĩnh vực. Thì tự nhiên admin mới nghĩ định ra một vấn đề là trong thời gian sắp đây tới đây thì admin sẽ cố gắng tạo ra Hậu Quân Dân Chính Côn là một cái kênh, một cái channel về giáo dục cho thiên về đào tạo cho cái lĩnh vực thiết kế kết cấu, đặc biệt là thiết kế kết cấu cho những bạn sẽ làm thiết kế kết cấu trong tương lai, những công trình vừa và nhỏ. Và những bạn nào mà đi thi công đó muốn làm luôn thiết kế đó, kiểu như vậy thì anh Linh sẽ tiến hành làm. Đầu tiên chia sẻ với các bạn là học thiết kế bắt đầu từ đâu. Thì các bạn biết này, anh Linh cũng nói với các bạn là thực ra trong cuộc sống mình đó, nó có ba cái vấn đề mà cần giải quyết mà chúng ta, xin lỗi các bạn, ba nhóm công việc mà chúng ta phải giải quyết, nên giải quyết và sẽ giải quyết. Thì trong đó cái công việc phải giải quyết là công việc mà đa phần chúng ta đang làm hiện tại để hoàn thành một cái dự án, một công trình để chúng ta có được tiền hoặc là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ học tập gì đó là việc chúng ta phải làm. Còn nên làm là gì? Nên làm là chúng ta làm những cái việc mà chúng ta thấy nó hay, nó đúng, nó mang lại một nguồn thu nhập thụ động, ví dụ như vậy. Còn sẽ làm là những cái dự định trong tương lai, và bạn sẽ làm trong tương lai mang lại một cái lợi ích gì đó, có thể là kế hoạch 5 năm, 10 năm mà bạn sẽ làm, nó thiên về ý nghĩa cuộc sống, ví dụ như vậy. Thì tóm gọn lại, chúng ta bắt đầu từ những công việc phải làm và nuôi dưỡng cho cái công việc nên làm đó. Còn sẽ làm này thì chắc là admin chưa dám nói, bởi vì mỗi người có cái sẽ nó khác nhau. Nhưng mà phải làm đó là song song với việc học tại trường, hoặc là công việc đi thi công, hoặc là công việc chính của các bạn hiện tại, thì các bạn nên làm, nên học thêm thiết kế nữa. Ví dụ chúng ta làm thi công thì chúng ta có thể học thêm thiết kế để chúng ta có thể thiết kế luôn
những công trình nhỏ và vừa, nếu sau này chúng ta có cơ hội chặn được vốn thi công thì chúng ta làm luôn. Còn bây giờ rõ ràng thi công là công việc chính của chúng ta thì nó phải làm đó. Thì admin sắp tới đây là định kỳ là sáng thứ hai hàng tuần thì admin sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn free đây là free hoàn toàn, và admin sẽ dẫn dắt các bạn cái bộ môn đầu tiên, đó là bộ môn sắp 2000. Vì trước khi chúng ta thiết kế kết cấu thì rõ ràng là chúng ta phải ôn lại về cơ cấu, ôn lại một chút về kiến thức sức mạnh và phải có phần mềm hỗ trợ. Thì admin sẽ thứ hai hàng tuần vào sáng thứ hai, chắc chắn là sáng thứ hai. Thì sáng thứ hai sẽ đăng, có thể là tối các bạn, tối cỡ phân cỡ 20 giờ, 20 giờ vào thứ hai thì admin sẽ đăng những clip và những cái giáo trình cũng như là những cái bài tập, những cái tài liệu, những file share có liên quan để các bạn tự học cùng với hội quân kiến con trên fanpage hoặc là trong cái group hoặc là trong cái kênh YouTube đó. Thì chắc khoảng cỡ là 20 giờ và thứ hai hàng tuần. Nếu như mà để admin coi thử, nếu như mà một tuần mà một video thì có thể là nó thưa quá, thưa quá thì admin sẽ làm dài hơn một tí. Đó, có nghĩa là thứ hai, thứ sáu hoặc là thứ hai, thứ sáu gì đó thì admin sẽ đưa vào khóa học sáng 2000 trước. Đó, khóa học sáng 2000 trước. Và từ khóa học sáng 2000 thì sau đó admin sẽ hướng dẫn cho các bạn cái khóa học sang cả khóa học thứ hai, đó là khóa học Excel. Và đây là hai khóa học mà admin sẽ cố gắng làm tâm huyết, làm miễn phí hoàn toàn. Tất nhiên trong hội của Nghiên Tôn có những khóa học có phí, có phí để các bạn mới có trách nhiệm, nó có cái gì các bạn cảm thấy là tiết tiền, ví dụ như vậy thì các bạn mới học tập trọn vẹn được. Còn cái khóa học miễn phí này thực sự admin muốn các bạn tiếp cận cái môn mà các bạn phải học, phải học để mà bước chân vào con đường thiết kế kết cấu. Bởi vì nhiều lúc các bạn thấy có phí là các bạn ngại, nhưng mà thực sự các bạn tin nghĩ rồi là học có phí nó hiệu quả hơn đó, nó có trách nhiệm hơn đó. Phí tất nhiên các bạn lấy phí không cao đâu, nhưng mà các bạn cũng sẽ từ từ muốn mà lĩnh hội tốt thì các bạn sẽ tham gia những cái lớp có phí để chúng ta học có trách nhiệm hơn. Còn đây hai khóa học sắp tới là khóa học sắp 2000 và khóa học Excel, cố gắng Excel xây dựng. Admin sẽ hướng dẫn Excel xây dựng thôi. Đó là hai khóa học mà admin sẽ hướng dẫn free hoàn toàn và đúng nghĩa tính chất free, và dạy chân thành, các bạn sẽ học một cách ngon lành thôi. Xin chào, hẹn lại các bạn ở các video tiếp theo.